Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng trở lại với chương trình về chất lượng cuộc sống phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, tham vấn học đường hay còn gọi là tham vấn tâm lý học đường là việc giáo viên hỗ trợ giúp đỡ học sinh giải quyết những khó khăn về tâm lý học tập, tình cảm, giao tiếp, giới tính, quan hệ bạn bè, tình yêu, quan hệ gia đình, hướng nghiệp, chọn nghề, chọn việc làm, vân vân. Đặc biệt là tham vấn về bình đẳng giới nhằm ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm và giúp học sinh giải tỏa được các vướng mắc và để có thể yên tâm và tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong học tập. Và ở Lâm Đồng từ năm 2012-2013 đã triển khai công tác này và đã có đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về vấn đề này vừa được nghiệm thu với kết quả là đã xây dựng được 3 mô hình tham vấn tâm lý học đường tại 3 trường trung học và tiếp tục được nhân rộng ra trong thời gian tới. Hiểu rõ hơn vấn đề tham vấn tâm lý học đường, đặc biệt là tham vấn về bình đẳng giới, chính là chủ đề hôm nay của chúng tôi. Và với sự tham gia của hai vị khách mời là bà Đặng Thị Kim, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, và ông Nguyễn Đình Trác, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh Lâm Đồng. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Và thưa hai vị khách mời, như vậy, tham vấn tâm lý học đường nói chung và đặc biệt là tham vấn về bình đẳng giới hiện nay cũng là một nhu cầu của các em học sinh, nhất là học sinh trung học của chúng ta. Và vậy bà Đặng Thị Kim và ông Trác có thể cho biết suy nghĩ của mình về vấn đề này hay không ạ? Đối với Việt Nam chúng ta thì khoảng trên dưới 10 năm trở lại đây, những vấn đề ở các trường phổ thông nảy sinh hàng loạt, ví dụ như là áp lực về thi cử, như là quan hệ của học sinh với nhau, quan hệ của học sinh với thầy cô, tức là các mối quan hệ của các em, rồi vấn đề bạo lực học đường, vấn đề giới tính, hàng loạt vấn đề đặt ra khiến các nhà giáo dục cũng như các nhà tâm lý cùng với các cơ quan hữu trách đều đặc biệt quan tâm. Đặc biệt những năm gần đây thì vấn đề này trở nên nóng bỏng. Vì vậy mà đối với những người làm giáo dục như chúng tôi hay là những người làm công tác tâm lý như thầy Trác thì rất quan tâm. Và chúng tôi rất cảm ơn chương trình đã có một cái chương trình về chất lượng cuộc sống về chuyên đề và tham vấn học đường về vấn đề bình đẳng giới hôm nay. Và tôi rất là vui hôm nay được tham dự cái chương trình về chất lượng cuộc sống. Và chủ đề như chúng ta vừa đặt ra là tham vấn tâm lý học đường. Đây là một cái nội dung mới hiện nay đang được đưa vào nhà trường Việt Nam. Chính thức từ Bộ Giáo dục triển khai nội dung tham vấn tư vấn tâm lý học đường từ năm 2005. Đối với Lâm Đồng thì chính thức từ năm học 2012-2013, Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng đã triển khai việc tư vấn tâm lý học đường cho các trường trung học ở trong tỉnh. Chúng tôi là Hội Tâm lý Giáo dục Lâm Đồng vừa rồi có tiến hành cái đề tài như chị vừa nói. Và quả thật tâm lý học đường hiện nay là một nội dung rất cần thiết trong nhà trường, và trong cái nội dung tâm lý học đường, trong nội dung tham vấn tâm lý học đường của học sinh thì trong đó nó có cái nội dung về tham vấn tâm lý về bình đẳng giới cho trẻ, cho nên cái nội dung chương trình hôm nay rất phù hợp với cái nội dung tham vấn tâm lý trong nhà trường mà hiện nay Sở Giáo dục Đào tạo đang triển khai. Cảm ơn ông. Thưa quý vị, như vậy là tuy chưa có nhiều va chạm với cuộc sống, nhưng các em học sinh của chúng ta cũng đã có những suy nghĩ về vấn đề bình đẳng giới hiện nay, nhất là đối với một số em gặp cảnh bị đối xử không bình đẳng trong cuộc sống, nhất là trong gia đình của các em và kể cả trong trường học của các em. Và đã có một số trường hợp các em đã được vào các trường và tham vấn tâm lý, và có phải không thưa bà Đặng Thị Kim, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng? Đối với học sinh nói chung, đối với học sinh Lâm Đồng nói riêng, thì về cái vấn đề các em cần tư vấn tâm lý nói chung và tư vấn bình đẳng giới nói riêng thì hầu như là đều xuất hiện ở tất cả các cấp học, không phải chỉ riêng học sinh trung học phổ thông mới có cái nhu cầu là các em cần tư vấn tâm lý, mà về bình đẳng giới thì có thể nói là ngay từ học sinh mầm non, ngay học sinh tiểu học, học sinh lớn hơn, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đều xuất hiện vấn đề này. Nói điều này chúng ta có thể nghĩ là sẽ hơi quá, nhưng trên thực tế thì có những cháu mầm non khi mà tới lớp học 4-5 tuổi, thậm chí 3 tuổi, cái cách các cháu con gái nữ đối xử với các cháu trai như thế nào thì hầu như là nó đã phản ánh cách đối xử của người lớn, các thành viên
trong gia đình với nhau ở nhà như thế, bởi vì bản thân các cháu thì giống như tờ giấy trắng, cho nên các cháu nữ đối xử, các cháu nam, con gái đối xử con trai ở lớp nó sẽ là phản ánh cái cuộc sống gia đình. Như vậy là tới trường thì các cháu thường là tâm lý là tập trung học hành, nhưng bên cạnh đó thì ở những cái gia đình có hoàn cảnh tương đối đặc biệt, ví dụ ở gia đình có sự phân biệt đối xử giữa cha và mẹ, có sự phân biệt đối xử trong cái phân công công việc giữa cha và mẹ, có sự phân biệt đối xử giữa con trai con gái, và các cái vấn đề liên quan tới bình đẳng giới ở gia đình cũng như vấn đề bình đẳng giới ở trường học thì nó thể hiện ở các cái trường học, các cấp học càng ngày càng nhiều. Và vì vậy nó đòi hỏi là chúng tôi những người làm giáo dục và những người làm tâm lý là cần phải có những cái tư vấn cho các cháu để các cháu tháo gỡ những cái khó khăn về tâm lý trong cuộc sống, góp phần để học tập lành tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn bà. Và qua cái nội của bà Kim thì chúng ta cảm thấy rằng đây chính là một cái nội dung rất là cần thiết. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cần là quan tâm đào tạo đội ngũ giáo viên tham vấn học viên và đảm bảo có kiến thức và khả năng tư vấn cho tâm lý cho học sinh. Có phải không ạ, thưa mọi người? Riêng về vấn đề chuẩn bị đào tạo bồi dưỡng giáo viên làm nhiệm vụ tham vấn tâm lý nói chung và tham vấn về bệnh nhân thể nói riêng, thì năm học 2012-2013 thì Sở Giáo dục Đào tạo là tổ chức đào tạo tập huấn cho đội ngũ giáo viên cấp 8 tâm lý học đường trong các trường trung học toàn tỉnh. Và bản thân đề tài về tham vấn tâm lý học đường thì chúng tôi cũng đã giúp đào tạo bổ sung cái đội ngũ cốt cán tham vấn tâm lý học đường cho Sở Giáo dục qua một cái chương trình đào tạo kỹ năng tham vấn học đường. Và từ năm từ hè năm học 2012-2013 thì Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức đào tạo tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán tâm lý học đường của các trường trung học. Tiếp tục 2013-2014 2014 thì cũng đã tiếp tục đào tạo. Và trong cái nội dung về đào tạo tham vấn tâm lý học đường nói chung thì có cả cái nội dung tư vấn tâm lý cho học sinh về vấn đề liên quan đến đặc điểm giới, ví dụ như là đặc điểm giới tính của nữ, đặc điểm giới tính của nam. Và cái nội dung này được trình bày trong cái nội dung giáo dục giới tính. Thế thì đây cũng là một nội dung để mà giúp cho các em hiểu rõ đặc điểm về giới của mình. Đây chính là cơ sở khoa học để xây dựng nên bình đẳng giới. Xin cảm ơn người đồng chí. Và nói đến vấn đề bình đẳng giới thì chúng tôi muốn đề cập tới một vài trường hợp cụ thể là một số học sinh là chứng kiến cái cảnh bạo lực gia đình đối với bạn và các em, hoặc là ngay chính các em cũng bị bạo lực gia đình. Và như vậy thì chắc chắn rằng các em sẽ bị tác động trực tiếp đến tâm lý và sẽ ảnh hưởng rất nhiều và đến quá trình phát triển thể chất cũng như tinh thần của các em. Và nếu như vậy thì các em có được các giáo viên và tham vấn tâm lý cho mình hay không ở trường học? Về những cái tình huống như thế này thì trên thực tế ở các trường học là các thầy cô làm công tác giáo dục thường xuyên cũng hay gặp. Thế thì một điều có thể là chúng ta sẽ chia sẻ được với nhau ngay, đó là khi mà gặp khó khăn về tâm lý, đặc biệt là với học sinh, thì bao giờ các em cũng tìm cách là được giải tỏa, tìm những cái đối tượng để trợ giúp các em về mặt tâm lý. Thế thì những cái tiên tiến thì chúng tôi thấy là thường thì khi mà cần trợ giúp về tâm lý là người ta thường có những cái lực lượng mà có tính chất là chuyên môn và có tính chất chuyên gia để giúp các em. Nhưng đối với Việt Nam chúng ta và đối với Lâm Đồng chúng ta thì thực tế khi mà học sinh gặp những khó khăn về tâm lý, ví dụ như là các em có những vấn đề ở gia đình, thực ra gia đình thì hầu như là học sinh đều có gặp những cái vấn đề khó khăn, không ở tình huống này thì tình huống khác, không ở mối quan hệ này thì mối quan hệ khác, thì đấy cũng là cuộc sống. Thì khi gặp vấn đề khó khăn về tâm lý ở gia đình, ví dụ như là có vấn đề về bạo hành, có bạo lực, có phân biệt đối xử vân vân, thì thường chúng tôi thấy là các em tìm đến để chia sẻ với bạn bè là phần nhiều. Bên cạnh đó thì cũng có một số em, nhưng số này không phải là số đông, các em tìm tới để chia sẻ với thầy cô. Và cũng có một số đối tượng thì các em chia sẻ với ngay chính cha mẹ của mình. Và cũng có một cái lượng nhỏ các em là không chia sẻ với ai cả, các em tự tìm cách giải quyết theo cái hướng thường là tiêu cực. Thế thì rõ ràng là
Và trước cái tình hình đặt ra như thế, nó sẽ ra một vấn đề là học sinh bây giờ đang vô cùng cần thiết có một cái người ở nơi học đường, có một cái tổ chức nơi học đường để các em đủ độ tin cậy, các em chia sẻ những khó khăn về tâm lý, trong đó có vấn đề về bạo lực gia đình hoặc là những vấn đề xung quanh cuộc sống của các em. Mục đích là các em được hỗ trợ, các em được góp phần giải tỏa, và như vậy các em thăng bằng trong cuộc sống và chất lượng cái đời sống học sinh sẽ tốt hơn, đồng thời cái hiệu quả giảng dạy trong công tác giáo dục cũng sẽ tốt hơn. Chúng tôi suy nghĩ như vậy. Và về vấn đề cụ thể thì chúng tôi được may mắn là trong cái đề tài chúng tôi triển khai thực nghiệm ba cái phần tâm lý ở trường trung học ở Đà Lạt, là trường trung học cơ sở, là trường trung học phổ thông Tây Sơn, ở Di Linh đó là trường Phạm, là trường trung học phổ thông Phạm Văn Trông, và ở Lâm Hà là trường trung học cơ sở Tân Hà. Ba phần tham vấn này hoạt động trong một năm trời. Trong suốt thời gian hoạt động thì tổng số học sinh lên phần tham vấn là 103 em. Trong những cái nội dung mà các em lên phần tham vấn chia sẻ với cán bộ tham vấn thì kết quả chúng tôi thấy như vậy. Các em chia sẻ từ 10 đến 11 vấn đề trong cái nội dung mà các em chia sẻ. Nhưng mà trong 10 đến 11 vấn đề thì vấn đề gia đình có cái tần suất xuất hiện cao nhất, hay nói cách khác, khi các em lên phòng tham vấn chia sẻ với cán bộ tham vấn thì những vấn đề gia đình là vấn đề các em chia sẻ nhiều nhất với cán bộ tham vấn. Vậy thì trong nội dung chia sẻ về gia đình thì những vấn đề gì về gia đình thì thông thường các em chia sẻ vấn đề gia đình thường có những vấn đề như thế này. Vấn đề thứ nhất là bố mẹ ly dị nhau. Vấn đề thứ hai là kinh tế gia đình khó khăn. Vấn đề thứ ba là bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình ở đây chủ yếu là bố bạo lực với mẹ, rồi sau đó bạo lực với bạn. Thế thì đây là những vấn đề của gia đình, và chúng tôi chụp được các em chia sẻ những vấn đề của gia đình. Có rất nhiều các em cho biết rằng khi mà các em chứng kiến cái cảnh bạo lực gia đình, bố đánh mẹ, thậm chí ông bố đánh mẹ sinh được mẹ, và khi người con có cả em trai có em gái chia sẻ chúng tôi, những người con can thiệp bố, thấy bố đánh mẹ đau quá thì con nó can thiệp, nếu là con gái thì bố đánh, nếu là con trai thì bố cũng đánh. Như vậy khi bố lên cơn giận dữ thì bố đánh cả mẹ lẫn con, và từ đó trở đi thì các em trở nên mất phương hướng, chán nản, thất vọng. Một số em thì phá phách và các em mất niềm tin vào người lớn. Như vậy bạo lực gia đình trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến một số cái học sinh đó mà bị rối loạn tâm lý. Khi các em bị rối loạn tâm lý thì các em không tập trung được nữa vào việc hoàn thành nhiệm vụ học tập của thầy cô giao cho, cũng đồng thời không tập trung để mà chấp hành nội quy nội tiết. Vì vậy các em thường mặc cả những cái lớp nhưng không thuộc bài, không chuẩn bị bài đầy đủ, nói chuyện trong lớp, và một số em thì không còn con đường nào khác, các em biểu hiện ra bên ngoài bằng hình thức phá phách, chống đối, vi phạm quy định trường. Như vậy trong cái nội dung này chúng tôi thấy vấn đề bạo lực gia đình là một trong những vấn đề hiện nay ở trong một số các gia đình là rất là phổ biến, và điều này ảnh hưởng đến việc giáo dục con cái. Và chúng tôi đã có rất nhiều thông tin và các em chia sẻ. Một trong những một học sinh lớp 9 chia sẻ với chúng tôi như thế này: à, em buồn chán gia đình vì uống rượu say về nhà đánh đập ba mẹ con, nên em đã bỏ nhà đi chơi với bạn trai một tập và đã có quan hệ tình dục và dùng quần thảo. Như vậy điều đó thì thấy là chính cái thất vọng về người cha trong gia đình dùng bạo lực gia đình mà cái người con đó không còn đáng tin vào đâu, và đồng thời các em cũng không biết chia sẻ điều này với ai, cho nên các em không có người hướng dẫn cái cách giải quyết vấn đề. Chính vì vậy các em lựa chọn những cái cách phản ứng và đó là cái cách phản ứng tiêu cực. Chính cái phản ứng tiêu cực này làm cho cái hoạt động nhà trường không được bằng mặt tiếp tục. Thì đó chính là một trong những cái mà chúng tôi thấy vấn đề bạo lực gia đình là một vấn đề rất là quan trọng mà cần phải làm sao để
10 trên cơ sở là những vấn đề mà chúng ta vừa trao đổi, thì chúng tôi cho rằng là chúng ta cần quan tâm giáo dục về bình đẳng giới trong xã hội nói chung và trong các trường hợp nói riêng. Và có phải vậy không, thưa các bạn? Xin mời các bạn. Như vậy là từ cái thực tế cuộc sống, từ cái thực tế nhà trường, thì đối với ngành giáo dục và đào tạo Lâm Đồng, thì những năm gần đây, cụ thể khoảng 3 năm gần đây, đã có cái định hướng và chủ trương là tập trung đẩy mạnh cái công tác mà tư vấn tâm lý học đường, hay còn gọi là tham vấn học đường. Và 2 năm gần đây, thì chúng tôi đã chỉ đạo cho tất cả các trường trên cơ sở hình thành cái đội ngũ cốt cán, các thầy cô giáo ở từng trường, các thầy cô chủ nhiệm có cái kiến thức cơ bản nhất về tư vấn tâm lý học đường, thì các trường thành lập cái ban tư vấn học đường. Đó là cái điều đầu tiên. Ban tư vấn học đường thì bao gồm các thành phần, đó là ban giám hiệu, đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện cha mẹ học sinh, và từng thành viên trong ban thì được phân công những cái chuyên đề chuyên sâu để có thể tư vấn cho các cháu một cách có hiệu quả nhất. Ví dụ như là để áp lực thi cử, ví dụ như xử lý những mối quan hệ với nhà trường, nơi gia đình, ví dụ như là những mối quan hệ như là bạo lực học đường hay là bạo lực nơi gia đình. Đó, thì thường cái nội dung về bạo lực gia đình thì các vị quý vị phụ huynh khi phối hợp mà đạt trách thì cái chia sẻ với các cháu nó hiệu quả và nó có chiều sâu. Cái chia sẻ đó nó thường là rất thuyết phục. Đó là cái điều thứ nhất. Thứ hai là đương nhiên thì chắc điều này tôi nghĩ là thầy chắc cũng rất đồng tình với tôi, và chỗ là mỗi nhà trường mà muốn có cái hoạt động của ban tư vấn thì đòi hỏi là phải có cơ sở vật chất, tức là phải có ít nhất một cái phòng tư vấn riêng, rồi có một cái khoản kinh phí để phòng tư vấn hoạt động, rồi cái nguồn, tức là các cái lực lượng tham gia ấy thường là công tác chuyên nghiệp chứ không phải là công tác chuyên sâu. Cho nên là cái điều thứ hai là chúng ta phải có được cái điều kiện về cơ sở vật chất để có thể cái ban tư vấn học đường hoạt động. Và theo chúng tôi, cái điều thứ ba cũng hết sức quan trọng, đó là cái nhu cầu về tư vấn tâm lý học đường của học sinh thì nó sẽ nảy sinh ngày càng nhiều, ngày càng phức tạp và ngày càng đa dạng. Vì vậy, ở nơi mỗi nhà trường chúng ta không thể chỉ bị động đón nhận những câu chuyện của học sinh để ta giúp các em giải tỏa cái khó khăn tâm lý, mà tôi nghĩ ta cần phải chủ động là thông qua cái tư vấn tâm lý học đường đó, nó tăng cường cái rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Và cụ thể là những cái nội dung tư vấn thì có lẽ ta không nên chỉ dừng lại ở cái góc độ là tư vấn lý thuyết, mà ta cần giúp cho các cháu là nó mở rộng và nó hình thành các kỹ năng sống thông qua mỗi một cái tình huống tư vấn như thế. Cái thứ hai là về hình thức tư vấn, thì hình thức tư vấn không nên là chỉ hướng tới từng học sinh. Đương nhiên là từng học sinh có khó khăn về tâm lý thì sẽ tìm tới cái bậc tư vấn, nhưng mà ta mở ra cái hình thức tư vấn bên cạnh cái tư vấn cho từng cá nhân, ta tư vấn cho tập thể, ta mở ra các cái hội thảo, ta mở ra các cái cuộc đối thoại, và thông qua điều đó ta sẽ tư vấn được cho tập thể, và từ đó thì học sinh sẽ hình thành được những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Ví dụ những kỹ năng sống, những kỹ năng mềm, ví dụ là những cái kỹ năng về học tập. Và từ đó thì rõ ràng là các cháu sẽ tự tin hơn trong cuộc sống và sẽ bớt đi những cái tình huống mà các cháu khó khăn về mặt tâm lý. Và thông qua cái tư vấn tâm lý như thế thì học sinh cũng có nhiều cách nhìn về những cái khó khăn mình đã gặp phải, và từ đó các cháu sẽ tự tin hơn, trưởng thành hơn và có bản lĩnh hơn. Và chúng tôi nghĩ là một cái điều rất quan trọng đó là tư vấn học đường sẽ khó có được cái kết quả như ta mong muốn nếu chỉ là công việc của nhà trường, chỉ là công việc của ban tư vấn học đường, mà nó cần một cái sự phối kết hợp của tất cả các lực lượng trong xã hội. Mỗi một thành viên tham gia, mỗi một đối tượng khi mà xã hội, khi mà các cháu học sinh gặp những tình huống tâm lý và ta giúp các cháu trong cái giải tỏa tháo gỡ khó khăn, thì điều đó ta đã làm công tác tư vấn tâm lý học đường. Và điều cuối cùng chúng tôi nghĩ là đối với Lâm Đồng chúng ta nói riêng và đối với xã hội chúng ta nói chung, thì ở thời điểm này và có thể thời điểm về sau nữa, cái việc tuyên truyền về bình đẳng giới, thì hiện nay chúng ta đã có cái luật bình đẳng giới rồi. Thế thì cái tuyên truyền về bình đẳng giới, tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức của tất cả các đối tượng, đặc biệt là với học sinh, với phụ huynh học sinh, với giáo viên, một cái nhận thức ngày càng đầy đủ, ngày càng đúng đắn và ngày càng sâu sắc toàn diện, đấy cũng là một điều cực kỳ quan trọng. Bởi vì tôi nghĩ thế này, chắc chắn là thầy chắc cũng sẽ đồng tình với chúng tôi là hiện nay thì cái hiện tượng học sinh tìm tới phòng để tham vấn về tâm lý thì các cháu cũng vẫn còn e ngại là thầy cô sẽ nhìn mình chắc lại có chuyện gì rồi, hay bạn bè nhìn có chuyện gì mới tới phòng tâm lý để mà tới phòng để tư vấn tâm lý. Như vậy rõ ràng là từ cái nhận thức về
học sinh cần phải tư vấn tâm lý để giải tỏa. Đó là điều hết sức cần thiết để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của các cháu. Và chúng tôi nghĩ đó cũng chính là góp phần nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện ở nơi mỗi nhà trường. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Tinh. Cho nên chúng ta cần phải nhìn nhận vấn đề giáo dục bình đẳng giới cho các cái phương diện rộng. Và tuy nhiên thì chúng tôi thấy như thế này, ngoài cái nhà trường mà chúng ta tiến hành giáo dục bình đẳng giới thì chúng tôi thấy rằng là cái hoạt động tham vấn tâm lý trong nhà trường hiện nay sở giáo dục lâm đồng đã có một bộ các thầy cô làm công tác tham vấn tâm lý chuyên nghiệp. Những cô này có thể tiến hành được những cái hoạt động tham vấn ở mức độ một, chúng tôi gọi là mức độ một. Thì trong tham vấn học đường thì nó còn có bốn cái mức độ như thế này. Và bốn cái bước này, bước đầu tiên là tiến hành hoạt động phòng ngừa cho tất cả học sinh. Mà ý như cô Tin vừa nói là tham vấn tâm lý không phải chỉ tham vấn cho một số học sinh, mà phải là tham vấn tâm lý cho tất cả học sinh. Thế thì mà có một cái nội dung là việc đầu tiên là phải tiến hành những cái hoạt động giáo dục cho tất cả học sinh. Vậy thì khi tham vấn tâm lý cho tất cả học sinh trong toàn trường thì thường người ta có thể tiến hành thông qua các hoạt động, có thể là hoạt động ngoài giờ lên lớp, có thể là ngay vào trong nội dung được tích hợp vào trong các bộ môn học. Mà đối với một bình đẳng giới thì những cái bộ môn tích hợp để tích hợp giáo dục bình đẳng giới có các bộ môn sinh học, bộ môn giáo dục công dân, bộ môn ngữ văn và các hoạt động của đoàn và của đội. Đó là hoạt động mà nó cũng như thế để ta truyền đạt những cái thông tin về bình đẳng giới ở trong nhà trường. Và những việc này thì các giáo viên bộ môn cũng tiến hành, các giáo viên dạy giáo dục công dân tiến hành, các thầy cô làm công tác đoàn đội cũng tiến hành, và các thầy cô làm công tác tham vấn tâm lý chuyên nghiệp cũng có thể tiến hành. Một vấn đề thứ hai, cái nội dung thứ hai của tham vấn học đường là giáo dục bản thân các thầy cô làm tham vấn tâm lý học đường có thể trực tiếp lên lớp một số những nội dung chuyên sâu về tham vấn học đường, ví dụ như đặc điểm về giới, đặc điểm về giới, mối quan hệ giữa các giới, thế mạnh của mỗi giới và sự kết hợp giữa các giới để tạo nên một xã hội bình đẳng. Thì những cái bài học đó, những cái tiết học đó có thể là học chính khóa, có thể là chuyên đề, có thể là hoạt động ngoài giờ lên lớp, nó sẽ giúp cho học sinh có được cái nhận thức đúng đắn về giới. Và trên nền tảng nhận thức đúng đắn về giới sau này con trưởng thành lên thì trên cơ sở nhận thức đúng đắn mới có được hành vi đúng đắn về bình đẳng giới. Thì đây là cái về cái nội dung thứ hai của tham vấn học đường. Cái nội dung thứ ba của tham vấn học đường chính là tham vấn tâm lý cá nhân. Tham vấn tâm lý cá nhân ở đây thì chỉ giải quyết một số những học sinh có vấn đề về tâm lý, và trong đó có cả những vấn đề em bức xúc về cái hiện tượng bạo lực gia đình. Cũng có những học sinh các em rất hoang mang về vấn đề giới của mình, chẳng hạn như vấn đề rối loạn nhận dạng giới tính mà chúng ta thường gọi là đồng giới. Thì đó chính là cái mà chúng tôi muốn là nhà trường Lâm Đồng đã bước đầu đã có những chuẩn bị để đội ngũ giáo viên để có thể đưa cái nội dung giáo dục bình đẳng giới vào trong nhà trường dưới cái góc độ là tham vấn tâm lý giới giới cho các bạn. Xin cảm ơn Nguyễn Đình Chất. Và thưa hai vị khách mời, thì hiện nay là chúng ta đang triển khai đổi mới toàn bộ toàn diện nền giáo dục đào tạo, thì hoạt động tham vấn học đường cũng là một trong những giải pháp ngành quan tâm triển khai thực hiện của các bạn. Xin mời cùng cảm ơn các bạn. Đối với giáo dục và đào tạo thì thời gian vừa qua tôi đã nhận nghị quyết chúng tôi cho là rất quan trọng, đó là nghị quyết của Trung ương, nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Như vậy cái mục tiêu của đổi mới căn bản giáo dục Việt Nam thì hướng tới là sẽ xây dựng giáo dục học sinh có phát triển một cách toàn diện cả về phẩm chất và năng lực. Như vậy rõ ràng là cái vấn đề tâm lý của các em nơi học đường để chuẩn bị một cái tâm lý, một cái tâm thế tốt nhất có thể tiếp nhận kiến thức và hoàn thiện nhân cách của mình để bước vào cuộc sống là một điều rất quan trọng. Vì vậy mà chúng tôi cho rằng là tư vấn tâm lý học đường hay là còn gọi tham vấn học đường thì
là một trong những nội dung, là một trong những hoạt động mà chúng ta đã chú trọng. Và trong thời gian tới thì chúng ta cần phải đẩy mạnh để làm sao mà cái hoạt động tư vấn tâm lý học đường ngày càng có hiệu quả và thực sự nó trở thành một cái nhu cầu cần thiết của học sinh khi mà các em gặp những khó khăn về tâm lý. Và chúng tôi cũng hiểu rằng là đối với tư vấn tâm lý học đường thì cũng không phải chỉ là hoạt động dành riêng cho học sinh, mà cái tư vấn tâm lý học đường đối với phụ huynh học sinh có những cái tình huống cụ thể cũng vẫn cần để nhận được sự chia sẻ. Có đúng không thưa thầy Chắc? Đồng thời chúng tôi nghĩ là đối với giáo viên, đối với nhà trường, tức là những cái lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng rất cần tới tư vấn tâm lý học đường. Bởi vì sao? Chúng ta hiểu được tâm lý học sinh, chúng ta giúp học sinh tháo gỡ được những cái khó khăn của các em, thì đó chính là chúng ta đang hướng tới, là chúng ta đang hình thành cho học sinh cái phát triển hoàn thiện về nhân cách. Cái giáo dục của chúng ta sẽ thực hiện được một cách căn bản, đúng với căn bản và toàn diện. Và như vậy thì một lần nữa chúng tôi nghĩ là chúng ta có thể khẳng định rằng cái nội dung tham vấn học đường, và đặc biệt là hướng tới cái nội dung bình đẳng giới, là một điều hết sức cần thiết và cần đẩy mạnh trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn bà Đại Thế Kiên. Thưa ông Nguyễn Văn Tiết, thì trong tham vấn tâm lý học đường thời gian tới thì chắc chắn rằng chúng ta cần phải quan tâm hơn đến vấn đề bình đẳng giới. Như vậy thì Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục sẽ có những giải pháp như thế nào để tăng cường công tác tuyên truyền, vì đó là một giải pháp quan trọng. Chúng tôi cũng đã đặt ra vấn đề là tuyên truyền ứng dụng kiến thức tâm lý giáo dục vào trong xã hội và trong gia đình. Thì ra đây chúng tôi đặt ra những vấn đề là trước hết là đào tạo về tập huấn tâm lý nói chung và tham vấn tâm lý học đường nói riêng cho giáo viên kiêm nhiệm các trường trung học trong tỉnh. Thứ hai là duy trì hoạt động của bài phòng tham vấn nếu như những người các nhà trường và chúng ta tiếp tục duy trì những hoạt động này. Thứ ba là hỗ trợ hướng dẫn các trường thành lập phòng tham vấn học đường để tiến hành hoạt động. Thứ tư là chúng tôi phải tham gia vào trong việc tham vấn can thiệp. Tham vấn can thiệp ở đây ý chúng tôi muốn nói là một số những trường hợp có cái rối loạn về tâm lý thì ở một cái trường nào đó, ở một học sinh nào đó, ở một cái phòng tham vấn tâm lý ở một cái trường nào đó thì bản thân những giáo viên kinh nghiệm chưa có khả năng giải quyết những vấn đề này. Thứ ba là tham gia các hoạt động tuyên truyền nghiên cứu về bình đẳng giới đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ là một cái tổ chức xã hội, một cái tổ chức chính trị xã hội mà có cái thế mạnh trong công tác gần gũi với công tác quần chúng, công tác phụ nữ. Và đây cũng là một trong những cái trọng điểm để chúng ta có thể đưa cái giáo dục bình đẳng giới vào. Thế thì hội chúng tôi cũng có phương hướng kế hoạch là phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ để tiến hành đưa những cái kiến thức tâm lý giáo dục vào trong xã hội và trong các gia đình, và trong đó có cả những cái nội dung về phòng chống bạo lực gia đình và những cái yếu tố để giúp cho mỗi gia đình thực hiện được cái bình đẳng giới trong gia đình. Cái phương hướng cuối cùng thì chúng tôi cũng mong muốn được kết hợp phối hợp với lãnh đạo truyền hình liên lạc để có thể có những cái chương trình mà chúng tôi có cơ hội được truyền đạt những cái kiến thức tâm lý giáo dục đến cho cộng đồng, và trong đó có những cái kiến thức về bình đẳng giới. Và trên nền tảng như thế thì chúng ta tiến hành giáo dục bình đẳng giới ở diện rộng, đó là cho xã hội, nhưng đồng thời tham gia tiến hành giáo dục bình đẳng giới cho học sinh trong nhà trường khi một tâm lý giáo dục được kết hợp với lại sở giáo dục cộng đồng. Vâng, xin cảm ơn Nguyễn Đình Chắc. Quý vị và các bạn thân mến, tham vấn tâm lý là một nội dung quan trọng toàn xã hội, trong đó có ngành giáo dục và đào tạo và Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn và có thêm nhiều biện pháp để triển khai thực hiện ngày càng tốt hơn trong thời gian tới để góp phần thực thi luật bình đẳng giới ở Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng cuộc trò chuyện hôm nay sẽ mở ra một cái góc nhìn rộng hơn về việc đưa pháp luật nói chung và luật bình đẳng giới nói riêng đi vào cuộc sống. Và xin cảm ơn hai vị khách mời là bà Hoàng Thị Kim, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, và ông Nguyễn Minh Chắc và tham gia chương trình hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tuần sau.